Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Mr. Jam, thích khám phá tìm tòi những điều thú vị. Nếu các bạn nào thích video thì đừng quên cho mình một lượt đăng ký nhé. Và đừng có quên là hãy bật phụ đề tại đây luôn. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu thủ đô Bangkok của Thái Lan có gì thú vị và có thích hợp để đi du lịch hay không. Video này dành cho các bạn chưa biết tới Bangkok và đừng quên rời mắt khỏi màn hình nhé. Nào, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu luôn. Bangkok có biệt danh ở nước ngoài như một điểm đến quan trọng trong ngành du lịch công nghiệp tình dục. Mặc dù mại dâm là bất hợp pháp và hiếm khi được thảo luận công khai ở Thái Lan, nó thường được diễn ra giữa các phòng massage, phòng xông hơi và khách sạn hàng giờ phục vụ khách nước ngoài cũng như người dân địa phương. Bangkok đã sớm giành được biệt danh là Sin City of Asia cho mức độ tình dục. Bangkok là thủ đô và đồng thời cũng là thành phố đông dân nhất của Thái Lan. Bangkok có diện tích là 1.568,7 km² và nằm trong châu thổ sông Chao Phraya ở miền trung Thái Lan với dân số khoảng 8 triệu người. Về dân số, nếu tính cả vùng đô thị Bangkok thì dân số của thành phố lên tới hơn 14 triệu, chiếm hơn 1/5 dân số của cả nước và vượt trội hơn tất cả những vùng đô thị khác ở Thái Lan. Về lịch sử hình thành, Bangkok cũng là một trong những thành phố lớn nhất của khu vực Đông Nam Á và châu Á. Từ một thị trấn nhỏ trong khu vực Ayutthaya vào thế kỷ 15, Bangkok nhanh chóng mở rộng nhờ thương mại và trở thành nơi tọa lạc của hai thủ đô Thonburi vào năm 1768 và Ratchathokskin vào năm 1782 với vai trò thủ đô Vương quốc Sim. Bangkok chứng kiến sự hiện đại hóa nhanh chóng của đất nước cùng những biến động chính trị lớn của Thái Lan từ thế kỷ 19 cho đến nay. Thành phố phát triển mạnh mẽ từ năm 1960 đến năm 1980 và ngày nay đóng vai trò quan trọng hàng đầu về chính trị, kinh tế, giáo dục và truyền thông của nước Thái Lan. Ngay từ lúc đầu, Bangkok chỉ là một nơi buôn bán và cộng đồng dân cư cảng nhỏ gọi là Bang Makor để từ đó phục vụ cho Ayutthaya. Bạn nào muốn biết rõ hơn về Ayutthaya thì có thể xem trong video lần sau nhé. Bởi vì vị trí chiến lược gần cửa sông, thị trấn này dần dần gia tăng tầm quan trọng. Bangkok ban đầu đóng vai trò như một cảng tiền đồn với pháo đài ở cả hai bên bờ sông và trở thành nơi bị bao vây vào năm 1688. Cái tên Bangkok thường chỉ được dùng để chỉ quận Thonburi nhưng lại được đa số người nước ngoài dùng để chỉ cả thành phố. Về khí hậu, giống như hầu hết các khu vực khác ở Thái Lan, Bangkok có khí hậu nhiệt đới ẩm. Dưới sự phân loại khí hậu Koppen và chịu ảnh hưởng của hệ thống gió mùa, khu vực Đông Nam Á, thành phố trải qua 3 mùa khô, mùa mưa và mát mẻ, mặc dù nhiệt độ quanh năm phần lớn khá nóng. Về du lịch, Bangkok là một trong những thành phố hàng đầu thế giới. Mastercard xếp hạng Bangkok là thành phố điểm đến hàng đầu của khách du lịch quốc tế trong chỉ số thành phố điểm đến toàn cầu vào năm 2016, trước London với hơn 21 triệu lượt khách qua đêm. Các điểm tham quan và cuộc sống thành phố hấp dẫn đối với các nhóm khách du lịch đa dạng. Cung điện hoàng gia và đền thờ như một số viện bảo tàng tạo thành các điểm du lịch lịch sử văn hóa lớn của nó. Trong số các điểm tham quan nổi tiếng của Bangkok là cung điện hoàng gia Thái Lan và các ngôi chùa Phật giáo lớn nhỏ. Nhiều địa điểm nổi tiếng với các khách du lịch và người dân địa phương, từ các trung tâm mua sắm và cửa hàng bán tạp hóa tập trung. Chợ nổi Ta Lin Chan là một trong số ít thị trường như vậy ở Bangkok. Nếu bạn là một người đam mê khám phá tìm tòi, thích đi du lịch, thì Bangkok là nơi lý tưởng cho bạn nếu không có dịch Covid xảy ra. Và vừa rồi chúng ta cũng đã cùng nhau tìm hiểu sơ qua về thủ đô Bangkok của Thái Lan. Nếu các bạn thích video thì giúp mình đăng ký để có động lực làm video và bổ ích hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.